Chào mừng tất cả các bạn đây đến kênh Bống.Cách. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với tranh dân gian Việt Nam. Rồi chúng mình cùng bắt đầu thôi. Thank you.
mình đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Đây, đây là bức tranh tranh dân gian Việt Nam đó các bạn. Đó. Đây, còn ba bạn nhỏ này. Bạn nhỏ thứ nhất đang với một con chim và bên dưới có một cái lồng chim. Bạn nhỏ thứ hai đang vồ một thứ gì đó mình không biết. Bạn nhỏ thứ ba đang chỉ đến con chim, nó đang đậu trên cái cành đào đấy các bạn. Ở dưới này có một chú cóc này. Giờ các bạn thì xem là hay hết chưa, bạn sẽ các bạn cùng xem. Bạn đều chưa kịp ăn luôn kịp thì các bạn đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mới nhất về video của mình. Còn bây giờ tạm biệt các bạn, gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.